Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị thu thập ý kiến từ các ngành và các đơn vị liên quan về nội dung bộ tiêu chí thành phố đáng sống. Bộ dự thảo tiêu chí trên được nghiên cứu trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các thành phố quốc tế và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như dựa vào kết quả điều tra xã hội học thực tiễn ở tại thành phố Đà Nẵng. Dự thảo có 6 nhóm tiêu chí, bao gồm tiêu chí phát triển con người, tiêu chí quản lý, tiêu chí cơ sở hạ tầng, tiêu chí môi trường kinh tế, tiêu chí môi trường sống và tiêu chí đời sống văn hóa xã hội. Dựa trên 6 nhóm tiêu chí này, thành phố Đà Nẵng chia thành 28 tiêu chí cụ thể. Trong đó có những tiêu chí rất đặc biệt như người dân có việc làm với thu nhập ngày càng cao, người dân có chỗ ở ổn định, giảm nghèo và bất bình đẳng xã hội, GDP bình quân đầu người, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã có nhiều ý kiến về các tiêu chí liên quan đến tỷ lệ tội phạm tại thành phố Đà Nẵng, bởi đây là tiêu chí quan trọng để xây dựng thành phố an bình. Ngoài ra thì nhiều ý kiến cho rằng là cần đặt ra tiêu chí về tỷ lệ cây xanh được trồng, không gian xanh được hưởng thụ.